Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay 20 tháng 1 có những tin chính. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị quý 1 năm 2016. Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Kỳ vọng của người dân thành phố Vĩnh Yên vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên khóa 20 nhiệm kỳ 2015-2020 vừa tổ chức hội nghị quý 1 năm 2016. Các đồng chí Trần Ngọc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm 2016-2020. Với mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, ưu tiên phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ yếu của thành phố, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng đô thị, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, tích cực bảo vệ môi trường, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tích cực giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đến hết năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1, hướng tới đô thị xanh. Phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16-17% một năm. Các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến vào nhiều báo cáo quan trọng. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Oanh nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, trong thời gian tới, các cấp, các ngành của thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Ngày 19 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên được duy trì thường xuyên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay tổng số đoàn viên công đoàn huyện có trên 4.500 người. Năm 2015, các cấp công đoàn đã giới thiệu 230 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 200 đồng chí được kết nạp Đảng. Có 14 trên 36 đơn vị đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Tại hội nghị, các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen, giấy khen do Liên đoàn Lao động các cấp trao tặng. Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Lê Tiến Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện đạt trên 9.900 ha, vượt 0,79% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 36.000 tấn, vượt hơn 5% kế hoạch, tăng gần 1,9% so với cùng kỳ. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm tăng so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả. Sau 5 năm thực hiện, toàn huyện đã có 9 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đều đạt từ 9 đến 15 tiêu chí. Công tác thông tin tuyên truyền và giáo dục được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Tại hội nghị, đã có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.
sáng ngày 19 tháng 1, Hội đồng xét tuyển công chức huyện Bình Xuyên tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển chức danh trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2015. Dự khai mạc các đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển. Trong đợt này, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tuyển đủ cơ cấu được giao với số lượng cần tuyển là 7 công chức để bổ nhiệm vào các chức danh trưởng công an xã, chỉ huy trưởng quân sự cấp xã. Các thí sinh được kiểm tra trình độ bằng hình thức phỏng vấn hai môn gồm môn kiến thức chung và môn chuyên ngành theo vị trí tuyển dụng. Đây là kỳ xét tuyển nhằm tuyển chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm để bổ sung vào các chức danh công chức còn thiếu tại các xã. Lãnh đạo huyện Bình Xuyên yêu cầu các thành viên hội đồng xét tuyển, ban sát hạch của hội đồng và các ban giúp việc cho hội đồng tổ chức phỏng vấn đúng quy chế, phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 19 tháng 1, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, các cấp hội đã vận động được trên 161 triệu đồng, đạt 140% so với kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn quỹ trên, các cấp hội đã thực hiện tốt các chương trình như phối hợp tặng trên 900 suất quà cho người khuyết tật, phối hợp tổ chức khám bệnh miễn phí, khám sàng lọc cho trên 2.000 người khuyết tật, vận động các nhà hảo tâm và trích quỹ hội tặng 47 chiếc xe đạp với trị giá trên 70 triệu đồng cho học sinh mồ côi, con hộ nghèo học giỏi. Thực hiện dự án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo có người khuyết tật và trẻ mồ côi nuôi bò sinh sản do nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ đã tạo cơ hội thoát nghèo cho 38 hộ. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, hội tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác của hội, đa dạng hóa các hình thức vận động xây dựng quỹ hội để có thể giúp đỡ cho các đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhằm chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mới đây, Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên đã tiếp nhận 38 xuất quà của Công ty Cơ khí Chính xác Việt Nam 1, trao tặng cho các đối tượng là hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Hiện trên địa bàn thành phố có trên 500 hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều và trên 320 đối tượng là nạn nhân da cam. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công ty Cơ khí Chính xác Việt Nam 1 dành tặng 100 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, để trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các hộ trên địa bàn thành phố. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, đồng thời giúp người nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết. Vụ chiêm xuân năm 2016, xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Điện Sơn đảm nhận việc cung cấp nước tưới tiêu cho trên 1.550 ha cây trồng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Để đảm bảo cung ứng đủ nước cho cây trồng, xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch và lên phương án cung cấp nước tưới cụ thể đến các khu vực cây trồng của 8 xã phường. Hiện nay, xí nghiệp đang tăng cường công tác nạo vét kinh mương nội đồng nhằm đảm bảo cho việc lưu thông dòng chảy đến các chân ruộng, đồng thời chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các hợp tác xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, không xả rác thải xuống kinh mương làm ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường. Để chuẩn bị và bước vào cái vụ sản xuất đông xuân năm 2016 thì theo kế hoạch của công ty triển khai đến xí nghiệp, hôm nay xí nghiệp Vĩnh Yên đã tổ chức nạo vét cùng phối kết hợp với trạm thủy lợi Đông Đạo để đảm bảo phục vụ tưới tiêu tốt. Thì hôm nay xí nghiệp Vĩnh Yên đã tập trung nạo vét cùng xí nghiệp, thì trước khi vào vụ thì nói chung là cái kênh mương là ủn tắc nên là để đảm bảo phục vụ được thì đã tập trung tất cả xí nghiệp hỗ trợ cùng với cơ sở để nạo vét để hoàn thành tốt nhiệm vụ của công ty. Theo khảo sát của xí nghiệp, trên địa bàn thành phố có trên 660 ha cây trồng ở các vị trí có địa hình phức tạp, xa nguồn nước. Dự báo thời tiết cũng có những diễn biến phức tạp, cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nguồn nước tưới, nhất là các cánh đồng xa, đồng mối, khó đến nước. Trước tình hình đó, xí nghiệp đã tiến hành đại tu, bảo dưỡng các máy bơm, dã chiến để sẵn sàng đưa nước về các khu vực có địa hình phức tạp, đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng. Để đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2015-2016, xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Yên đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Điện Sơn giao cho, và đặc biệt là công tác chuẩn bị đổ ải đối với các công trình thủy lợi kênh mương nội đồng, thì xí nghiệp đã tập trung toàn bộ lực lượng cán bộ nhân viên cùng các trạm thủy lợi cơ sở để triển khai khơi thông, nạo vét thông thoáng các luồng tiêu, kênh tiêu và dẫn nước nội đồng. Đối với các công trình máy bơm thì chúng tôi đã cho bảo dưỡng
kiểm tra và đảm bảo an toàn và cũng đã liên hệ với ngành điện lực để phối kết hợp để cấp điện đảm bảo trong quá trình thực hiện theo cái lịch đổ ải của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra. Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên cũng đã lên kế hoạch tích trữ nước tại các hồ đầm, kinh mương để đảm bảo cung ứng đủ nước cho bà con nông dân gieo mạ vào đầu tháng 2 năm 2016 và tiến hành cấy lúa vào trung tuần tháng 2 năm 2016. Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016, cả nước ta hân hoan chào đón sự kiện quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân cả nước cũng như người dân thành phố Vĩnh Yên theo dõi sát sao sự kiện chính trị trọng đại này với niềm tin và nhiều kỳ vọng. Nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Vĩnh Yên đã ghi lại những tâm tư, tình cảm, kỳ vọng, ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân thành phố hướng về đại hội. Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vấn đề chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ được nhân dân kỳ vọng. Tôi nghĩ rằng Đại hội Đảng lần thứ 12 bên cạnh vấn đề phát triển kinh tế thì còn phải có một sự thống nhất đánh giá cao những biện pháp quyết liệt để giữ vững chủ quyền, để bảo vệ cái lợi ích của dân tộc. Công tác lựa chọn nhân sự của Đảng được đặt trong bối cảnh có nhiều tác động, nhiều tiêu chí về phẩm chất đạo đức, tài năng, sự thích ứng, để những người được chọn sẽ đủ sức gánh vác nhiệm vụ, đủ uy tín, tập hợp lòng dân. Tôi rất kỳ vọng vào đại hội lần này, các đại biểu sẽ lựa chọn được những người có đủ đức, đủ tài ra chịu trách nhiệm gánh vác trước Tổ quốc và nhân dân, đưa đất nước chúng ta ngày càng tiến lên và vững mạnh. Nhìn lại lịch sử 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bài học thành công lớn nhất của Đảng ta là giữ gìn tinh thần đoàn kết trong Đảng. Bên cạnh đó, người dân có sự kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ có những chính sách để khắc phục một số tồn tại hạn chế trong Đảng hiện nay, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo được lòng tin với nhân dân. Đại hội 12 của Đảng ta lần này là một đại hội kỳ vọng rất lớn của toàn thể nhân dân và nhân dân cũng rất hào hứng chờ đợi ngày này. Mong là sau đại hội, Đảng đem lại ánh sáng cho nhân dân và đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. Đại hội lần thứ 12 lần này là một sự kiện chính trị quan trọng và tôi tin tưởng Đảng sẽ tìm ra những đường lối, những quyết sách để tiếp tục đưa đất nước ta phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang diễn biến nhiều phức tạp và tình hình Biển Đông và trong khu vực thì chúng tôi kỳ vọng Đảng sẽ có những quyết sách đúng đắn để mà góp phần vào tiếng nói trên bàn chính trị của thế giới. Người dân đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng lớn bởi những chủ trương, chính sách của đại hội sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân, tới sự phát triển của đất nước 5 năm tới và sự trường tồn của dân tộc trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế. Niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân thành phố Vĩnh Yên vào một nhiệm kỳ mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giống như những tâm nguyện chung của nhân dân cả nước. Và những hình ảnh này cũng đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.